xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với góc kiếm của vườn lan sơ rá à, hôm nay thì em mang tới cho các bác anh chị một cái chậu siêu phẩm vàng tây ninh à, cái chậu này thì hiện tại là quy cách của nó là được bốn thân rồi nhé mọi người Đó rồi đây và cây này là một cái cây kiếm vàng tây ninh la láng thì cây mẹ đã chuẩn hoa chuẩn giống tại vườn rồi nên là các bác anh chị chúng ta có nhu cầu siêu tầm cây về làm giống cũng như là sau này nhiều có nhiều hơn rồi chúng ta có thể là tính tới nước làm kinh tế ha cây vàng tây ninh thì này ngoài cái vẻ đẹp về mặt hoa ấy, thì nó cũng rất được nhiều được nhiều các bác anh chị rất là ưa chuộng luôn bởi vì cái đặc tính là dễ trồng về chăm sóc và đặc biệt là làm kinh tế cũng rất tốt mọi người cứ kiểu trồng nhiều á sau đó mọi người cứ cứ tách dần 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 tách thân ra để chúng ta có thể là chia sẻ à, kiếm thêm đồng ra đồng vô ha nói chung là để mà làm giàu được cái cây vàng tây ninh này thì nếu mà các bác anh chị có số lượng nhiều thì sẽ là một điều bình thường mọi người bởi em thấy là cũng nhiều người làm giàu từ nó lắm nhưng trước hết thì các bác anh chị cứ chúng ta cứ cứ gọi giống như là mình chưa có thì mình siêu tầm chơi hoa trước đi ha còn sau này mình dư lúc đó mình tính xong, lúc đó sẽ ắt sẽ có người tới hỏi mua ha nếu mà các bác anh chị chịu khó tách ra từng tép trồng 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 sau này nhân giống lên thì sẽ có đến một lúc nào đó mọi người ví dụ lan nó hot lên hoặc ví dụ bạn bè anh chị em chúng ta thấy cây nở hoa đẹp quá thì chúng ta có thể chia sẻ sau ha rồi À, và trong số các loại uh, lan kiếm thì cái cây vàng tây ninh này thì nó được xếp vào cái hàng ngũ là thứ tư nhé mọi người. Trong số những cái giống kiếm đẹp nhất thì chắc chắn là các bác anh chị đã từng nghe tới cái cái uh, danh tiếng của tứ đại danh kiếm Việt đó là thứ nhất số 1, xếp số 1 là kiếm phan chí, xếp số 2 kiếm xanh huế, xếp thứ ba kiếm vị hoàng và thứ tư là chính là cái cây vàng tây ninh này nhé mọi người. Rồi Nói trước mặt mọi người đây thì tổng cộng là bốn thân nhé bốn thân khỏe đẹp và lá láng cống hết nha mọi người đây đây thân mẹ nè các cây con nè Đó, láng cống hết và cái lá của nó thì lá dao động là tầm từ 3cm tới hơn 3cm nhé Cái này gọi là À, vừa trong cái tầm giá luôn để mọi người có thể là sưu tầm và cái giá của cái nguyên cái chậu 4 thân này một hai ba bốn thân này thì có giá là 11 triệu nhé mọi người 11 triệu để cho các bác anh chị à, chúng ta nếu nào đang kiếm một cái cây kiếm về chơi hoa đẹp và để làm kinh tế nữa thì mọi người có thể là, là chúng ta nghiên cứu xem nha rồi đây thì bây giờ em sẽ quay quay kỹ từng thân cho mọi người chúng ta cùng ngắm nếu mà các bác anh chị nào chúng ta cảm thấy ưng ý à, giống như là cái chậu kiếm này nó lọc vào mắt xanh của mọi người á, <laughs> muốn để, để đem về sở hữu ngay làm một cái chậu trấn vương à, thì các bác anh chị có thể liên hệ tới số điện thoại của em nhé. À, số em thì như mọi khi thôi, cứ mọi người cứ liên hệ đại 0384750258. Số này thì em bán kênh mấy năm rồi, các bác anh chị mua lâu năm chắc lưu số hết ha Còn bán nào chưa lưu thì có thể là là bấm uh, nút để lưu lại để sau này ví dụ mà có mua lan gì thì bấm gọi cho nó nhanh <laughs> Đợi phải lúc rồi cái vạc tây ninh nói chung là mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu thôi về các bác anh chị cứ để thế mà mà chăm chờ cây nó đẻ ra nhiều rồi đó là là chúng ta có thể là à, thứ nhất là mọi người có thể đổi lên được những giống kiếm cao hơn thứ hai thì các bác anh chị có thể là chơi hoa chơi bụi lớn bởi vì cái lan kiếm trồng vào trong vườn nhìn nó rất là sang vườn mọi người À, trong những cây dạ hạt nhìn nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà trong cái cây lan kiếm vào mọi người những cái vườn nó kiểu nó, nó 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 sang trọng, cây nó to nhìn nó hay 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 lắm mọi người. Đây là đó là lý do bữa nay rất nhiều bác nhiều anh chị à, ngoài chơi dạ hạt thì còn siêu tâm thêm kiếm để trong à, làm giống ha. Rồi cái cây kiếm vàng tây ninh là một cây kiếm cho hoa đột biến semi nhé mọi người gần như là một cái dạng đột biến hoàn hảo nhất của lan kiếm rồi hoa nó gần 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 giống như là cây kiếm phan trí á nói chung là các bác anh chị phải chơi nhiều thì chúng ta mới nhận ra được cái điểm khác biệt giữa hai cái mắt hoa còn kiểu mà mới nhìn vào thì nhìn rất dễ dễ giống hai cây là một <laughs> nhưng mà nhìn chơi lâu thì sau này mọi người tự ngẫm ra thôi. Rồi năm cánh vàng mũi vàng tươi à. cùng với đó là lưỡi trắng hồng đặc trưng một trong số những cái màu sắc của lan kiếm đạt đến cái độ đột biến hoàn hảo rồi nguồn gốc của cái cây kiếm vàng tây ninh này em cũng từng làm một clip rồi nhé à, clip lên kênh mọi người cứ sợ nguồn gốc kiếm vàng tây ninh là sẽ ra clip của em thôi đó, cho các bác anh chị nào muốn tìm hiểu về cái cây lan kiếm này rồi, à, hôm nay là kiếm vàng Tây Ninh bốn thân nhé mọi người. À, thì giá là 11 triệu thì các bác anh chị có nhu cầu siêu tầm, sở hữu thì à, nhanh chóng liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề, mọi người liên hệ Đại 0384 750 258 nhé mọi người. Rồi, à, em cũng có rất là nhiều kênh thông tin để mọi người có thể liên hệ ví dụ như là Facebook, TikTok, Zalo thì em có để ở dưới cái cái phần bình luận cũng như phần mô tả của clip á. Mọi người nếu mà muốn xem liên hệ cái nào tiện hơn thì mọi người liên hệ nhưng mà ưu tiên là liên hệ qua số điện thoại nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người nha.